Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái công thức pha ly trà đào ngon tại nhà các bạn. Thì đầu tiên là các bạn chuẩn bị cho mình là một bịch trà đào Kushi. Và một chai sinh tố đào. Sinh tố đào. Tiếp đến là lon đào các bạn. Đây là đào lon mua sẵn. Và mình sẽ chuẩn bị một trái cam tươi các bạn để mình trang trí cho đẹp. Rồi đầu tiên là mình sẽ ngâm đào các bạn. Mình sẽ dùng 100ml nước sôi. Đây mình sẽ có nước sôi, mình sẽ ngâm. Trong khi ngâm đào thì mình sẽ chuẩn bị cái ly các bạn. Đây là cái ly 700ml nữa các bạn, ly trái tim nè. Tiếp theo là mình sẽ lường hương đào các bạn. Đây là cái ao này khoảng 40ml các bạn. Mình lường một ao. Rồi một ao hương đào. Kế tiếp là đường. Đường mình cũng lường một ao luôn các bạn. Đường này các bạn sẽ thắng thành nước nha các bạn. Rồi tới tiếp đó là sinh tố đào. Sinh tố đào thì mình sẽ cho một ao luôn các bạn ơi. Đó, mình sẽ đổ chung vô luôn. Rồi kế tiếp là tới trà đào mình ngâm lúc nãy đó các bạn. Mình sẽ cho hết vô ly luôn. Rồi kế tiếp mình sẽ dùng cái máy đánh bọt sữa đó bạn. Cái mình sẽ trộn đều lên cho nó ngon nè các bạn. Mình đánh liều lên. Rồi mình đã có một cái hỗn hợp nước đào. Tiếp là mình sẽ cắt cái cam ra, chuẩn bị trang trí ra nha các bạn. Thì công đoạn đó là sắp sửa hoàn thành nữa các bạn. Pha một ly ly trà đào đơn giản tại nhà ngon. Thì tới giai đoạn này thì mình đổ đá nữa các bạn. Các bạn nào có đá bi hay là đá nhà, đá xây, đá đập các bạn để vô cũng được. Mình sẽ cho đầy ly đá luôn các bạn. Kế tiếp là mình sẽ trang trí. Thì tùy theo khẩu vị hay là sở thích của mình cho nhiều đào hay ít đào vậy các bạn. Thì ở đây mình sẽ cho hai miếng đào ngâm là mình cắt ra. Rồi mình sẽ lấy một miếng cam này mình trang trí vô cái thành ly các bạn. Cơ bản là cái ly trà đào đã hoàn thành rồi các bạn. Thì mình sẽ cho cái nắp đóng lên. Đó. Đây là nắp trái tim.
Thì cái công thức nè thì mình sẽ để chi tiết ở dưới phần mô tả, các bạn vô xem và ủng hộ mình, đăng ký giúp mình nha các bạn. Đó, cái trà đào này mình đây mình bán 20k đó các bạn. Rồi chúc các bạn thành công nha. Video của mình hướng dẫn làm ly trà đào ngon tại nhà đến đây cũng kết thúc rồi các bạn ơi.